chào mấy bạn, bữa nay mình đi làm lại thấy một cô bán cua Cà Mau luôn nha mấy bạn. Cô có hấp bán nữa và cô cũng có bán cua sống. Hấp cô bán là 550 một ký, ở địa chỉ là 579 Nguyễn Trãi. Đây, 579 Nguyễn Trãi cho mấy bạn. Cô hấp cô bán ở đây nè. Cô bán cả ngày luôn nha mấy bạn. Đây là cua cô hấp rồi nè nha mấy bạn. Rồi cô bán cua sống luôn. Nhưng mà mỗi ngày cô hấp số lượng vừa phải thôi. Ai mà muốn ăn cua hấp luôn nữa thì mua cua sống xong rồi cô lên cô hấp cho mấy bạn mang về luôn. Mạnh lắm. Con lên cái con phải. Đây dì ba bán ở đây nha mấy bạn. Dì ba bán đây mà bán hết rồi. Bây giờ mình đi ra cái chỗ bán cua mới hồi nãy nha mấy bạn. Hồi nãy là mình thấy có một cái gì bán cua Cà Mau luôn, bao ăn, bán cua sống với lại cũng có cua hấp. Nếu mấy bạn muốn ăn hấp nữa thì mua cua sống xong gì đó hấp cho mình luôn. Mình đang đi ra chỗ đó, rất là gần nhau nha mấy bạn. Đây, cái gì này thứ năm, mình kêu bằng gì năm. Gì đang bán đằng cái chỗ được cua Cà Mau đó. Cô mới bán ngày hôm nay luôn hay sao vậy cô? Cô mới ngày đầu tiên. Cô hấp xong thì cô bán bao nhiêu ký? Cái này 550 hả cô? Tại vì mắc vỏ, năm hấp lên một cái lô bỏ dây bỏ vỏ cò thử đi, không thử rồi. Cô ngày hấp có nhiêu đây thôi cô hả? Cô mới hấp bữa nay vậy thôi. Mới ra. Dạ, 666 con cua mấy à cô? Hấp được mấy con rồi bán còn? Hấp ra 10 mấy con rồi, bỏ cho tụi sách về nó bán rồi. Cô ơi, sáng giờ bán được con nào chứ cô? Sáng giờ cô bán bỏ mới được 2 kiếm mấy. Dạ, 2 kiếm mấy à? 2 kiếm mấy. Còn đây là bán cách... Cua này cô lấy ở đâu? Hả? Cua này cô lấy ở đâu? Ở đó giờ cô, nó ở dưới quê, có bán lại nghe nói cua Cà Mau, thế tại sao mình lấy lên đây mình bán cho em nó đỡ. Có nghe em dễ không? Cua này ở Cà Mau có hả? Cô lấy luôn. Sau lưng con kia cô ạ. Đó thì mới lấy cái đụng về nè, nó dạ. Tối nó gửi sẵn lại. Cái này là cô bán cua sống rồi ai muốn hấp là cô lên cô hấp cho người cho khách luôn. Cái này có muối cô. Có muối có chanh này. Muối tiêu hả cô? Có muối tiêu chanh cô làm sẵn hai mua rồi mình cho ta bình cho muối cho bơm hấp lại. Mấy cái đắp thì ta xài thôi. Đâu coi muối rồi cô có đặc biệt không cô? Cô có bao ăn không cô? Bao đó để bạn nó bao ăn cái gì đổi lại trả rồi mình rồi. Mình bán trả luôn cô ha. Còn mới bán được hả? Bao ăn. Bao ăn hả? Em nó không chịu đổi mình phải đổi thôi. Vừa ý tâm mình mua đúng không? Cà Mau đi các bạn. Ngay cô chỉ bán cua thịt với cua gạch thôi hả? Cái này cua này hai cua thịt không ạ? Gửi lên mua tâm. 79 Nguyễn Trãi các bạn. Mình là bao nhiêu tuổi rồi con hả? Sáu ba. Cô hôm nay là ngày đầu cô ra bán hả cô? Dạ. Dạ rồi đó, ra tuổi nữa. Dạ. Dạ. Mình thấy cua Cà Mau chỗ này người ta ăn nhiều quá nên là mình lấy mình bán đúng không cô? Dạ. Cô ra bán từ mấy giờ? Cô ra bán. Mấy giờ cô? 9 giờ sáng cô ra đây bán rồi cô hả? Dạ thì mình bán rồi mình nhả đây bán tối ngày để tối đem nó ra nó chắc trộn để cũng để cho nó bán này. Ngoài bỏ mối thì sáng giờ cô bán cũng được. Cái này là 550 cho các bạn là hấp sẵn rồi. Hấp sẵn rồi. Còn mắc con cua. Cái này là cua 350 ký hả cô? Cua sống là cua thịt chứ cô. Cua sống là 350 ký nha mấy bạn. Này cua này gốc lên luôn mình phải bán giá nó thấp xuống. Vậy mình có bán cua gạch không cô? Cua gạch thì chừng nào ai đặt hàng em nó lên có cua gạch thì cô phải bắt cua gạch rồi bảo lên cua gạch làm dấu nó làm dấu dây cho con cua cua gạch con này nó nói này cua thịt cho mình nè này cua gạch này mà con này cua gạch này gạch nhưng mà chưa cái này chưa có gạch nhiều có gạch không có gạch nó không phải là qua bên cua gạch cua
con này con nhưng mà nó cũng có gạch nhưng mà nó không phải là bà hàng cua gạch được à, là nó gạch ít đúng không? À, gạch từ gạch là bảo đảm nó không phải là cua gạch, còn con kia gạch không này là con thịt này đúng không? Con này con thịt nhưng mà nếu mà con gái con hơn mà nó không, nó cũng có gạch mà nó không phải là cua gạch, không phải là cua gạch, con này là con cua cái. Con này là mình bao ăn luôn có hả? À bao. Đây mình coi coi. Con này có con này tính ra là bao nhiêu? Nhân ra tiền 35 ngàn lạng. Để bỏ đi. Cái gì 260 cái này. Để bỏ khoảng 260 gram. Để bỏ khoảng bao nhiêu thì được cái tính này. Tính ra này là ba con đi. Ba con. Ba con là khoảng ký lật lên. Lật lên thì nó mới bò. Lật lên. Lật con cô lên. Đấy, cho đơn ký. Ba con mới có 9 lạng thôi mà có dây nữa. Ba con cho đơn ký nha. Đây. Lại lấy thêm con nữa đi. Đây. Lật lên con lật lên lật lên. Rồi đủ đủ chưa? Ba con là chưa đơn ký ha. Cái này có một cái dây 5 chồng bà. Bốn con nặng ký mốt 50 đây là thôi. Bán thứ năm vậy à? Đây là dì Năm bán cua mới lên, bán cua Cà Mau các bạn, bao ăn luôn nha mấy bạn. Ăn luôn mà ghẻ. Thôi dì Năm hôm nay là ngày đầu tiên bán ăn bao ăn nha mấy bạn. Mấy bạn mua lỡ có cua có vấn đề gì thì mấy bạn chợ quay lại thả bao đổi lại cho mấy bạn luôn. Cua mà cua sống á thì 350. Còn cua hấp lên á thì 550. Còn cua mà cô gặp thì ai mua thì đặt hàng trước cho dì. Chị cái này bao ăn chắc cuốn Cà Mau làm thôi. Chị Năm hồi sáng giờ chị Năm bán được cua hấp chưa? Bán được ký mấy. Bán được ký mấy cua hấp rồi hả chị Năm? Dạ. Là người ta cũng lại mua cua hấp vậy rồi cho chanh muối đàng hoàng chị Năm bán muối, về. Dạ, dạ muối luôn. Dạ. Muối thì Năm biết làm rồi. À dạ. Mới đầu á là gì? Đây là mới bán mà Năm này nó phải. Không mua cho mà đúng không? Mua thịt, bán cua thịt. Thằng vậy đó, cua tao cua ớt thì bán giá cua ớt chứ đừng bao giờ bán giá cua thịt, bán giá cua ớt, bán cái cua mà bỏng cua cua ớt cho người ta đó. Bán cái này đã không có được. Ba con á, hỏi thôi phải xem thì chị nó thấy ba hai ba lần hai ba lần bà không? Ba không sao? Ba không sao? Thì bây giờ nè, lúc đó đó bà ăn kho ăn cho ngon phải không? Ba con là ớt hết trơn bụng nó có chị đem lại. Bây giờ ba buồn rồi cho con nếu mà không ngon thì ba không lấy tiền. Thì ba lấy không ba không mua thịt, ba lấy cua thịt là 650 một tí rồi ba. Con coi trên mạng là cũng biết rồi phải không? À, thì biết thì mà không ngon con đem lại vậy. Chứ gì ba đâu có thấy đâu. Ba đem là có gặp ba đâu. Đó, chị này là ba này ai á. Đâu 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 ai mà không bằng con chị đâu. Trả sao trả không trả. Bây giờ ba trả tiền lại cho con. Còn nếu mà mấy cái ba con lưới nha. Hơn 100 luôn. Ba con này. Thêm con gạch nữa đi.
Thank you.